Xin chào các bạn. Và trong quá trình mà sử dụng ô tô thì việc cái chìa khóa nó bị hết pin phải thay, đó là cái chuyện rất là bình thường. Và đây mình đã từng thay cái pin cho cái chìa khóa của cái con Honda City, cho nên là mình hướng dẫn các bạn cái cách đơn giản nhất để các bạn có thể tự thay. Và nó rất đơn giản thôi. Đây, cái việc hết pin của chìa khóa ô tô thì nó sẽ hơi phiền phức chút, là nếu mà pin hết thì các bạn sẽ lại phải tháo cái để bạn gạt cái lẫy ở phía sau này, bạn rút này ra, sau đó các bạn mở cửa và sau đó các bạn có thể thay pin hoặc làm các cái việc khác, nhưng mà lúc đó thì không có chìa thì các bạn sẽ không để nổ được. Đấy. Trong cái tình huống khẩn cấp thì mình lấy cái chìa này để mình mở, mình lấy các cái thứ đồ khác thôi. Thì bằng cách đơn giản là các bạn thay pin thì các bạn mua cái pin đúng của nó, sau rồi là các bạn thay thì các bạn gạt cái lẫy ra, sau đó rút cái chìa này ra. Sau đây thì các bạn mở mạnh ra. Cái này nó chỉ là cái lẫy thôi. Đấy, cái lẫy thôi. Nó chỉ là các cái lẫy nhỏ ở đây thì các bạn có thể ẩn ra. Sau đó là các bạn có cái pin pin dự phòng, các bạn thay vào đây. Cái pin của nó là như cái chìa khóa này, là cái pin là CR2032 đó. Để mà cho nó chắc ăn thì là các bạn nên ra những cái cửa hàng ở bên ngoài, các bạn mua lên một hoặc hai cái pin pin kiểu loại như thế này, mình để trong cái táp lô ấy. Nếu không may mà nó hết pin thì các bạn dùng cái chìa cơ thì các bạn mở cửa ra, sau đó các bạn lấy cái pin thì các bạn thay nó vào, là các bạn lại điều khiển remote rồi là nổ máy bình thường. Đây các bạn nhìn cái pin này, nó là cái mã là CR2032, các bạn cứ cậy nó ra bình thường thôi. Đấy, ví dụ như đây, đây mình thay ra cái pin này đó. Thì khi mà nếu các bạn có cái pin dự phòng ở trong táp lô thì các bạn ra, xong rồi các bạn nhét nó vào như này, sau đó mình đậy cái nắp vào. Mình chỉnh lại cái này một chút thì nó bị kẹt như dưới đấy, sau đó các bạn lắp nó vào. Đấy, ấn nó vào thôi, không có cái gì cả. Đấy, sau đó các bạn ấn cái chìa cơ này vào. Xong. Bây giờ việc để nổ xe là bình thường.